Mi ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vâng, một lần nữa cho ô tô Duy Anh Mobile xin gửi tới một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tới tất cả các cô chú và anh chị em. Cái xe này là anh chị có nhớ con xe này không ạ? Đây là con Mazda 323, hôm bữa em có đăng em bán á, thì cũng đã có một anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đã chốt con xe này rồi. Và ảnh lên tới tận bãi của em luôn nha. Và trong quá trình là ảnh yêu cầu em dọn cho ảnh là sơ sơ về một hai cái, thứ nhất là cái dàn nội thất. Và em cũng làm cái clip này, em gửi tới cho anh có xem được cái clip này thì anh nhìn chi tiết qua, anh nhìn qua những cái cách thức như vậy bên em dọn có được không ạ? Và nếu mà nó bị thiếu hụt cái gì thì anh cứ alo cho em thì em sẽ khắc phục, và ngày mai hoặc là ngày mốt em sẽ đi giao cho anh ha. Đây là tất cả nội thất là bên khách hàng người ta yêu cầu em bọc lại nè, người ta hỗ trợ thêm tiền cho em bọc nhá. Đó anh chị thấy không? Đó, em bọc cho anh chị cả cái mặt tắp lô đồng hồ luôn. Nội thất là em bọc toàn bộ luôn nha anh chị nha. Đó, anh thấy clip nè. Giờ xe rất là đẹp rồi. Đó, bốn cửa, bốn tắp bi nữa chị thơ. Chừng là em bọc lên 5D luôn. Đó, những cái ốp này là em làm luôn cho anh luôn hết rồi anh ạ. Rất là đẹp, thấy không? Những cái ốp là em dán lại cho anh luôn. Bọc hoàn toàn nội thất là rất là mới, keng sao bèn luôn. Thắng ơi, cái xe bên này nó còn cái tay quay kính rồi nha, làm lại cho ảnh luôn nha. Gầm bệ thì em cũng mở ra, em xịt gầm sơn chống xét cho anh luôn, theo nhu cầu của anh. Anh yêu cầu là bên tụi em làm chống xét cho anh luôn nè. Xịt cái chỗ mục đó, cái chỗ hôm bữa nó bị lủng một lỗ đó, là em cũng vá lại cho anh luôn rồi nè. Đó, em làm theo như ý của anh yêu cầu và em cũng đã xịt sơn gầm luôn. Đó, cái chỗ bị mục nền nè, em xịt gầm hết cho anh sạch sẽ luôn rồi ha. Thì trước sự camera màn hình thì em cũng quay cho anh chị và cô chú đã mua xe bên em, thì anh chị nào có nhu cầu cần dọn theo ý của mình thì bên tụi em sẽ hỗ trợ dọn luôn cho nha, dọn như ý luôn nha. Đó, rất là ok. Bốn cái gầm nè, tới học về học viết đồ là em sơn chống rỉ hết. Máy móc thì em cũng vệ sinh lại sạch sẽ, khô ráo và đã đánh bát sơ qua một nước rồi nha anh chị nha. Xe thì em dán cho một bộ tem lên thì rất là hài hòa. Bốn kính thì được dán phim cách nhiệt rồi. Tắp bi em may luôn, em dán lại cái này lại cho nó đẹp luôn. Nói chung là khi dọn nội thất thì nó cũng chẳng hết bao nhiêu tiền hết. Tại vì bên anh chị có sự yêu cầu và hỗ trợ thêm chi phí cho em, thì bên tụi em sẽ hỗ trợ, tụi em sẽ làm cho anh chị thêm như ý luôn. Gầm bệ lên xịt sơn chống xét hết cho anh nè. Đó. Các cô chú và anh chị trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh ô tô Duy Anh Mobile, cũng không biết nói gì hết. Chúc cho cả nhà mình luôn luôn có sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Và anh chị cô chú nào thích mua những chiếc xe ở bên em thì bên em có một cái gara dọn theo nhu cầu cho anh chị luôn. Đó, xe bên em rất là nhiều nha, xe che mưa che nắng, tập lái tập chạy là bên em rất là nhiều. Đó, hôm nay bên em bãi về xe rất là nhiều nha anh chị nha. Dạ thôi, về xe rất là nhiều. Thì con xe này là khách hàng đã yêu cầu em làm, và cái clip này em quay sơ qua cho anh. Thì bây giờ trong ngày hôm nay thì em sẽ khắc phục con xe này xong, là em sẽ alo cho anh, rồi tiến hành anh cho em cái địa chỉ, rồi em sẽ giao tận nhà cho anh luôn nha. Và anh chị và cô chú ơi, cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo bên ô tô Duy Anh Mobile theo ngày tháng nhé. Đó, cô chú anh chị nào thích mua những chiếc xe tập lái cho nên che mưa che nắng, giá thành 2 mấy triệu, thì thích dọn thì bên em có gara luôn để em dọn luôn cho, với giá thành là dọn, là gọi là dọn giá thợ, giá cực kỳ rẻ. Còn anh chị nào muốn để im tình trạng như vậy về che mưa che nắng thì đương nhiên giá thành xe nó sẽ rẻ, là dọn lên thì cái xe nó sẽ mắc hơn một chút xíu nha anh chị nha. Vâng, cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà một clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của ô tô Duy Anh. Chiếc xe Mazda 323 bản số 49A126 này thì em đã bán về thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong quá trình hôm nay em đang dọn lại và chuẩn bị em sẽ tiến hành em giao. Thì anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu là kêu là làm một cái clip để quay lên. Trong quá trình dọn thì em làm chi tiết em up lên kênh của em luôn cho anh chị cùng tham khảo nhé. Và cũng chúc cho tất cả anh chị em và cô chú đang theo dõi clip này có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chiếc xe này hôm bữa là cần bọc lại cái dàn nội thất, thì bên tụi em đã bọc lại dàn nội thất cho anh chị rồi nè. Đó, chị thấy không? Hôm nay xe nội thất rất là đẹp. Em bọc lại cái dàn ghế luôn. Đó, ghế biết là làm mới nè anh chị nè. Trần bọng luôn nha anh chị. Đó, trần bọng là em bọc hết luôn nha. Nó lên 5D hết. Chiều nhậu làm đây đó, chiều nhậu. Đang làm hai con vịt rồi. Chiều chẳng nhàn thắng. Chiều mấy giờ làm rồi? Chiều mấy giờ làm rồi? 5 giờ 5 rưỡi rồi. Đó, em bọc lại hết anh chị thấy không? Xe này thì em sẽ hỗ trợ cho bên khách hàng em một dàn camera dê. Tại em đang thiếu một dàn camera dê và một bộ tem nữa nha anh chị. Đó, hiện tại quá trình là bên em đang đánh bắp, đánh sơ lại em bàn giao. Anh chị thấy không? Lướt sơ qua một cái là rất là bóng thôi, không có gì cả. Con xe này nếu mà không có gì trở ngại thì có thể là ngày thứ bảy em sẽ bàn giao vào thành phố Hồ Chí Minh cho anh chị nhé. Tại vì em đang đặt cái bộ tem mà cái xe này thực sự em chưa biết nó lên cái bộ tem gì cho nó phù hợp đây anh chị ạ. Đó, anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua chiếc xe này á thì em quay sơ qua. Có cái gì thiếu sót thì anh điện thoại cho em. Rồi em sẽ khắc phục cho anh chị ha. Đó, máy móc lặn liếc ok, nội thất trần chiếc trần bọc là em bọc hết rồi nha. Vâng, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đồng hành với kênh của ô tô Duy Anh Mobile trong suốt thời gian qua. Và anh chị cô chú nếu yêu quý em thì cho em một like, và ghét em thì cho em một like xuống nhé. Và anh chị cô chú cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông ngay góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên ô tô Duy Anh nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình một clip sau. Chạy ra nắng á, đi nắng cho thêm một tí nữa, đánh cho nó mau lên, nó đỡ mỏi tay. Đó, xe Mazda hôm nay nhìn quá đẹp đúng không anh chị? Đó, con xe này bữa là em bán nhưng khách hàng là yêu cầu làm thêm một tí thì bên em đã hỗ trợ em làm cho khách hàng. Và chuẩn bị em làm xong thì em sẽ bàn giao. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0935500001, 0983029131, 0918614642. Ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.